Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa thứ ba ngày 4 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay. Sáng nay 4 tháng 6, hơn 10.000 thí sinh toàn tỉnh chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Công tác tổ chức môn thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc. Nhiều em đánh giá đề thi môn ngữ văn bám sát chương trình học, đảm bảo tính phân loại cao. Dự ước tăng trưởng kinh tế của Lào Cai 6 tháng đầu năm đạt 5,62%. Các lực lượng liên ngành nỗ lực triển khai công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, hướng đến mục tiêu xây dựng cửa khẩu quốc tế Lào Cai trở thành cửa khẩu kiểu mẫu. Tin quốc tế, người dân Ấn Độ chật vật vì thiếu nước trong nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 4 tháng 6, hơn 10.000 học sinh toàn tỉnh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên công tác tổ chức thi diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều em đánh giá đề thi bám sát chương trình học và đảm bảo tính phân loại cao. Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 6 giờ 30 phút, hầu hết thí sinh đã có mặt tại địa điểm thi sớm hơn thời gian quy định. Các tình nguyện viên đã nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh nhanh chóng đến phòng thi, làm các thủ tục dự thi. Sáng nay, các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Mặc dù có chút hồi hộp, nhưng nhìn chung các thí sinh đều có sự chuẩn bị ôn luyện chu đáo nên khá tự tin. Em cũng có chuẩn bị học tập rất đầy đủ và sáng nay cũng đã dậy sớm để đọc qua lại trước khi thi rồi ạ. Bây giờ em cũng đã khá bình tĩnh và tự tin rồi ạ. Em hy vọng văn ngày của hôm nay của em có thể làm bài tốt và làm đầy đủ để có thể giành được điểm cao. Cảm xúc của tôi bây giờ rất là hồi hộp. Nói chung là hôm nay là các con thi buổi đầu nên là mình rất là lo lắng. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai nữa là các con thi làm bài có được tốt hay không. Mình ở ngoài đây thì thực ra là các bố mẹ đứng chờ rất là đông. Chỉ mong các con đến giờ các con thi xong là xem kết quả làm bài của các con như thế nào. Sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên, đa phần thí sinh đánh giá đề thi môn ngữ văn tương đối vừa sức, bám sát chương trình học và đảm bảo tính phân loại cao. Sáng nay thì phần đọc hiểu là em thấy hơi khó so với khả năng lực của em, nhưng mà chắc là trước khi đi thi có tâm lý sẵn sàng nên là em vẫn làm được ạ. Đề vào viếng lăng Bác hai khổ cuối ạ. Em làm tốt ạ. Em cảm thấy hài lòng với cả bài thi sáng nay của mình và đang rất sẵn sàng cho môn toán chiều nay ạ. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 10.312 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025. Theo lịch, chiều nay các thí sinh sẽ dự thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 sẽ được tỉnh Lào Cai tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tự nhiên, chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, tỉnh tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tập trung xử lý triệt để các điểm ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong nhân dân, tăng cường các hoạt động phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường, tiếp tục vận hành hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường, tập trung rà soát, thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật về xử lý chất thải rắn, triển khai có hiệu quả hoạt động phân loại chất thải rắn, chất thải sinh hoạt tại nguồn, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nguồn nước, đảm bảo phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm của Lào Cai GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 5,62% so với cùng kỳ năm 2023. Với mức tăng trưởng trên, tỉnh Lào Cai xếp thứ 7 trên 14 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, sau các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Giang. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội những tháng đã qua phát triển ổn định, một số lĩnh vực có nhiều khởi sắc. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ vụ mùa. Sản xuất công nghiệp có chuyển biến tích cực, giá trị đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng cả ở 3 lĩnh vực: khai thác, chế biến và điện nước. Lượng khách du lịch đạt trên 3,5 triệu lượt, tăng trưởng trên 9% so với cùng kỳ. Theo Bộ Tài chính, tính đến tháng 5 năm 2024, tỷ lệ giải ngân của tỉnh Lào Cai đạt 42%, cao gấp đôi so với tỷ lệ giải ngân bình quân của cả nước. Số thu ngân sách nhà nước đạt 3.528 tỷ đồng, bằng 38,4% dự toán trung ương giao.
Để xây dựng cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai trở thành cửa khẩu kiểu mẫu, các lực lượng liên ngành tăng cường công tác phối hợp, tổ chức điều hành hoạt động xuất nhập cảnh chuyên nghiệp, hiệu quả, tạo ấn tượng trong lòng người dân và du khách. Trung bình mỗi ngày, cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai đón từ 1.500 đến 2.000 lượt người làm thủ tục xuất nhập cảnh sang Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, du khách làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam mỗi ngày từ 200 đến 400 lượt. Quy trình xuất nhập cảnh được các lực lượng liên ngành phối hợp triển khai nhanh chóng, tạo được ấn tượng tốt đẹp với người dân và du khách. Mọi người rất là hòa đồng, thân thiện và tạo điều kiện cho người dân hoặc là khách du lịch đi lại rất là nhanh chóng và thuận tiện. Tôi thường xuyên qua lại đây, tôi thấy thái độ phục vụ của nhân viên cửa khẩu rất tốt, tôi rất hài lòng. Nếu không phải xếp hàng, tôi làm thủ tục qua cửa khẩu chưa tới 5 phút là đã xong. Để hoạt động xuất nhập cảnh diễn ra liên tục, nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi của người dân du khách, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai như biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng trong hướng dẫn, giải quyết thủ tục thông hành. 7 giờ sáng cho đến 22 giờ đêm thì khối lượng công việc và thời gian rất là nhiều. Xây dựng cửa khẩu kiểu mẫu thì từ khách đối với hành khách xuất và nhập cảnh thì chúng tôi luôn giữ thái độ niềm nở, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cho hành khách xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng nhất và đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Phấn đấu đưa cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai trở thành cửa khẩu kiểu mẫu, các lực lượng liên ngành tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác quản lý cửa khẩu, đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh được thực hiện nhanh gọn, đúng trình tự và quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương và hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp theo là thông tin về thị trường. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thời tiết nắng nóng, do vậy sức tiêu thụ các loại trái cây giải nhiệt của người dân trên địa bàn thành phố Lào Cai tăng mạnh. Tại các chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Lào Cai, đa dạng các loại trái cây đang vào vụ thu hoạch như mận, nhãn, vải, xoài. Sức mua của người dân cũng tăng do thời tiết nắng nóng. Cụ thể, các loại mận tam hoa, chủ yếu là mận Mộc Châu, Sơn La, Bắc Hà năm nay, nguồn cung bị giảm do ảnh hưởng của thời tiết sau hai trận mưa đá. Giá từ 50.000 đồng đến 90.000 đồng 1 kg tùy từng loại, tăng từ 10.000 đến 15.000 đồng 1 kg. Vải thiều năm nay mất mùa, sản lượng giảm mạnh, nguồn cung giảm cũng khiến giá vải thiều tăng gấp rưỡi so với mọi năm, dao động từ 50 đến 60.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, các loại hoa quả khác giá tương đối bình ổn. Măng cụt, roi, chôm chôm giá từ 35.000 đồng đến 80.000 đồng 1 kg. Dưa hấu giá từ 15.000 đồng đến 20.000 đồng 1 kg. Nho đỏ không hạt của Trung Quốc giá từ 130.000 đồng đến 180.000 đồng 1 kg. Táo đá giá từ 80.000 đồng đến 150.000 đồng 1 kg tùy kích cỡ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã vận động tiếp nhận gần 4.000 đơn vị máu phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn. Năm nay, Lào Cai đặt mục tiêu vận động và tiếp nhận 7.000 đơn vị máu trở lên. Để đặt kế hoạch, tỉnh duy trì mở rộng các điểm hiến máu tại các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, tăng cường tuyên truyền vận động và tổ chức các điểm hiến máu tình nguyện. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã thành lập ngân hàng máu sống gồm 45 câu lạc bộ, đội hiến máu dự bị và một câu lạc bộ nhóm máu hiếm với 3.450 tình nguyện viên tham gia đã được định nhóm máu, sẵn sàng hiến máu cứu người mọi lúc, mọi nơi. Điều này cho thấy nhận thức, quan niệm của người dân về hiến máu tình nguyện đã có chuyển biến tích cực, hình thành nét đẹp, thói quen hiến máu cứu người. Thời điểm này, những vườn thanh long của bà con nông dân xã Minh Tân, huyện Bảo Yên đang vào lứa hoa đầu tiên trong năm. Gặp thời tiết thuận lợi, hoa đều đẹp, hứa hẹn một mùa trái ngọt bội thu, mang lại nguồn thu nhập tốt cho bà con nơi đây. Đặc biệt, chính quyền xã cũng như các hộ dân đang tính toán đầu ra cho sản phẩm ở cóp 3 sao thanh long ruột đỏ của địa phương. Những vườn thanh long ở bản Minh Hải đang nở hoa rực rỡ. Ngày nghỉ, từ sáng sớm, chị Huyền cùng một số chị em trong xã tới khu vườn đẹp nhất để chụp ảnh làm kỷ niệm. Những bức hình này cũng sẽ được chọn lọc để đưa lên trang Facebook Sắc Màu Thanh Long, fanpage của xã. Tôi cũng muốn quảng bá thêm về thanh long Minh Tân để các bạn bè ở các xã khác, các huyện khác hoặc là các tỉnh khác đến để có thể thưởng thức được thanh long Minh Tân. Trong năm thì cây thanh long sẽ vào vụ là khoảng tầm từ tháng 6 là sẽ là vào vụ là lứa đầu tiên là lứa đẹp nhất. Thì
văn hóa cũng như là một số ban ngành đoàn thể thì cũng quan tâm đến những cái thời điểm đấy để đồng hành với lại thôn bản để đưa những hình ảnh của cây thanh long để giúp cho quảng bá cái hình ảnh đấy nó được sâu rộng và lan tỏa hơn tới tất cả mọi người. Trồng thanh long đã 7 năm, gia đình anh Trần Văn An có được mối tiêu thụ khá thuận lợi. Tuy nhiên, mỗi mùa quả vẫn có tình trạng bị thương lái ép giá nên thu nhập chưa được như mong muốn. Năm nay, anh An chủ động tính toán một phần phương án tiêu thụ hiệu quả nhất. Số lượng nhiều này là mình phải bán theo thương lái hết. Mình chỉ cần chụp lên khi nào có quả chín là mình cứ chụp lên là mọi người gần xa gần là mọi người đến. Hiện Bình Tân có hơn 23 hecta thanh long ruột đỏ, hơn 15 hecta đang cho thu hoạch. Thay vì trồng riêng lẻ, mạnh ai nấy làm như trước. Hiện hợp tác xã Hòa Tân ở bản Minh Hải đã được thành lập, chuyên trồng và tiêu thụ quả thanh long ruột đỏ. Đặc biệt, quả thanh long ở Minh Tân cũng đã trở thành sản phẩm OCOP 3 sao, nên việc tiêu thụ cũng được quan tâm hơn để bà con yên tâm sản xuất. Trong thời gian tới, thì đối với cấp ủy, chính quyền thì cũng đã có cái định hướng là phát triển đối với cái nguồn tiêu thụ cho người dân, đặc biệt là kết nối qua những các kênh hoặc là các trang mạng xã hội quảng bá những cái sản phẩm. Và trong thời gian tới cũng sẽ tổ chức cái mùa ngày hội để làm sao quảng bá cái sản phẩm thanh long ruột đỏ đến với du khách thập phương để có những cái nguồn bao tiêu sản phẩm cho người dân để đạt cái giá trị thành quả trên diện tích ha gạch tác. Câu chuyện nông sản được mùa mất giá vẫn đang diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Với sự chủ động sớm, nông dân Minh Tân kỳ vọng việc tiêu thụ thanh long ruột đỏ sẽ thuận lợi để bà con thực sự thoát nghèo, làm giàu từ cây trồng nhiều tiềm năng này. Thưa quý vị và các bạn, theo Điều 5 Nghị định 93 năm 2021 của Chính phủ, các hành vi bị nghiêm cấm khi vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện gồm: cản trở hoặc ép buộc tổ chức cá nhân tham gia vận động, đóng góp, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện; báo cáo cung cấp thông tin không đúng sự thật, chiếm đoạt, phân phối, sử dụng sai mục đích, không đúng thời gian phân phối, đối tượng được hỗ trợ từ nguồn đóng góp tự nguyện; lợi dụng công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện để trục lợi hoặc thực hiện các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, theo Điều 21 Nghị định 64 năm 2008 của Chính phủ, các tổ chức cá nhân huy động, quản lý và phân phối sử dụng tiền, hàng cứu trợ trái với quy định tại Nghị định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tiếp tục chương trình, các trường đại học nỗ lực tìm kiếm cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Những thành phố gắn liền với văn hóa xe đạp. Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành trồng trọt thích ứng biến đổi khí hậu, trong mùa khô 2023-2024, nông dân vùng dự án Ngọt Hóa, Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã trồng được gần 14.000 ha rau màu, trung bình mỗi ha thu về lợi nhuận trên 100 triệu đồng. Hiện nông dân đã thu hoạch gần 256.000 tấn rau màu hàng hóa, đạt gần 70% sản lượng. Mùa khô hạn năm nay, tình hình sản xuất rau màu thích ứng biến đổi khí hậu ở các huyện thành vùng dự án Ngọt Hóa thuận lợi, nông dân được mùa được giá. Ước tính mỗi hecta rau màu thực phẩm, bà con lãi ròng hơn 133 triệu đồng, dưa hấu lãi trên 82 triệu đồng, ngô lãi trên 100 triệu đồng, đều cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa. Tiền Giang khuyến khích đưa cây màu xuống chân ruộng gắn với tổ chức lại sản xuất, tập hợp nông dân, đồng thời hình thành mạng lưới các tổ hợp tác xã chuyên canh rau màu, chuyển giao kỹ thuật trồng rau an toàn tại các địa bàn trọng điểm, giải quyết đầu ra cho nông sản, giúp bà con yên tâm đẩy mạnh sản xuất. Năm tháng đầu năm nay, kim ngạch và giá trị xuất khẩu một số mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam tăng cao. Tuy nhiên, để tăng trưởng bền vững, cần định vị thương hiệu chuẩn cho sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, do nhu cầu thị trường phục hồi, doanh nghiệp tận dụng tốt ưu đãi từ các FTA, nên kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản tăng trưởng cao. Điển hình như giá gạo 638 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 20,5%, giá cà phê 3.482 đô la Mỹ trên một tấn, tăng 49,9%. Tuy nhiên, hơn 70% sản lượng xuất khẩu chưa xây dựng được thương hiệu, chưa có logo, nhãn mác riêng và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì thế, tăng cường định hướng doanh nghiệp xây dựng và quảng bá thương hiệu trong nước cũng như quốc tế thông qua việc ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp,
góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam là rất cần thiết. Việc làm sau tốt nghiệp luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của không chỉ sinh viên mà cả các trường đại học, bởi đây chính là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà các trường phải công bố hàng năm. Ngày hội việc làm cũng như chuyển đổi chương trình đào tạo theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành là giải pháp hữu hiệu để các cơ sở giáo dục đại học tăng dần tỷ lệ này qua từng năm. Cơ hội việc làm như thế nào, mức lương ra sao, thậm chí cả cơ hội ra nước ngoài làm việc là những thông tin mà Phùng Thị Dung được tư vấn kỹ càng khi đến với các gian hàng của doanh nghiệp tại ngày hội việc làm của trường mình. Bên công ty SU2 có công tư vấn là sẽ học tiếng Nhật và có cơ hội việc làm tại các nhà hàng hoặc là các cửa hàng ở bên đấy ạ. Trong khuôn viên nhỏ nhưng lại quy tụ tới 60 doanh nghiệp, ngày hội việc làm trường đại học FEDICA giúp kết nối đưa việc làm tới sinh viên. Qua đó, sinh viên không chỉ tìm được việc ngay sau khi ra trường, mà còn biết được những kỹ năng thiết yếu mà doanh nghiệp cần để kịp thời bổ sung ngay khi còn trên ghế nhà trường. Không những là sinh tốt nghiệp mà chúng ta cần sự chuẩn bị cho em sinh viên một cái tâm thế ngay từ khi còn ra trường. Với sự tiếp cận này, tôi nghĩ là một cơ hội rất là quý để các em có thể trau dồi được kiến thức của mình, cũng như từ đó những định hướng tốt hơn trong việc mà trau dồi về những kỹ năng cũng như là cái thực tập của mình. Để sinh viên có thể tiếp cận thị trường lao động ngay sau khi ra trường, thì chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, giảm lý thuyết cũng được các trường chú trọng. Trong đó hợp tác với doanh nghiệp để sinh viên được trải nghiệm thực hành, thực tập ngay từ năm thứ nhất là xu hướng. Các em sinh viên được tham gia trải nghiệm ngay từ những năm học đầu tiên, vậy là hình thành được các cái kỹ năng thực tiễn cho sinh viên, và doanh nghiệp hoàn toàn có thể tham gia vào các cái buổi hội thảo, seminar về định hướng nghề nghiệp cho các em, hỗ trợ tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Trong xu thế tự chủ đại học để khẳng định thương hiệu của mình, không chỉ đòi hỏi các trường làm tốt khâu đào tạo chuyên môn mà tìm kiếm cơ hội đầu ra cho sinh viên, cải thiện chương trình đào tạo sát với yêu cầu thị trường lao động chính là những yếu tố quan trọng, hướng đi đúng mà các trường phải làm. Chuyển sang tin thời sự quốc tế. Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng lũ lụt nghiêm trọng là lời cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ. Trong chuyến thị sát khu vực bị lũ lụt ở phía bắc Munich, Thủ tướng Đức cảnh báo rằng những trận lũ lụt kiểu này có nguy cơ lặp lại. Ông nhấn mạnh đây là dấu hiệu không thể bỏ qua trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu do con người gây ra. Thủ hiến bang Bavaria Markus Söder cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực này. Toàn bộ bang Bavaria đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và huy động hơn 20.000 người để khắc phục hậu quả. Lũ lụt trên diện rộng ảnh hưởng đến giao thông, khiến nhiều chuyến tàu bị hoãn hoặc hủy. Hàng nghìn người dân ở Bavaria và Baden-Württemberg phải sơ tán sau trận mưa lớn ngày 31 tháng 5, gây lũ lụt nghiêm trọng, làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Người dân tại nhiều khu vực của thủ đô New Delhi của Ấn Độ tiếp tục phải xếp hàng dài để lấy nước từ các xe bồn, trong bối cảnh đợt nắng nóng kéo dài gây thiếu nước trầm trọng. Giới chức Ấn Độ cho biết nhu cầu nước tại vùng thủ đô Delhi đang tăng cao do thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, nguồn cung cấp nước chính cho khu vực đang xuống thấp và có dấu hiệu khô cạn. Tình hình thiếu nước đang rất nghiêm trọng, với các xe chở nước đến không thường xuyên và không đủ nước cho mọi người. Chính quyền vùng đô thị Delhi đã tổ chức họp khẩn để thảo luận các biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu nước do tình trạng nắng nóng cực đoan kéo dài. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm tập thể, tránh lãng phí nước và công bố mức phạt 2.000 rupee, tương đương với 24 đô la Mỹ đối với những hành vi lãng phí nước. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng gây hại cho sức khỏe cộng đồng, tương tự như thuốc lá thông thường. Các điếu thuốc lá điện tử với nhiều màu sắc, hình thức nhỏ gọn và hương thơm hấp dẫn đang trở thành xu hướng trong giới trẻ. Theo khảo sát toàn cầu năm 2021, Indonesia có 6 triệu 600 nghìn người sử dụng thuốc lá điện tử. Con số này tiếp tục tăng, đặc biệt là ở giới trẻ. Sản phẩm này được bày bán rộng rãi cả trực tiếp và trực tuyến với những lời quảng cáo hấp dẫn như không gây hại, văn hóa hút thuốc lành mạnh, xanh điệu, thuốc lá thế hệ mới. Những quảng cáo này thu hút giới trẻ mong muốn thể hiện cái tôi và khám phá chất chơi. Nhằm giảm tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc lá điện tử, Indonesia tăng thuế tiêu thụ đặc biệt hàng năm.
xe đạp là phương tiện giao thông bền vững, cải thiện sức khỏe và tài chính cá nhân, đồng thời bảo vệ môi trường. Ngay sau đây mời quý vị cùng khám phá một số thành phố nổi tiếng với văn hóa xe đạp. Bỉ xếp thứ 3 trong chỉ số xếp hạng xe đạp toàn cầu năm 2023. Bộ trưởng Giao thông nước này cho biết xe đạp giúp giảm khí thải trong đô thị. Đan Mạch là biểu tượng văn hóa xe đạp với 70% dân số sở hữu xe đạp và 45% số lần đi lại bằng xe đạp. Hà Lan, Vương quốc xe đạp, có hơn 23,4 triệu xe đạp trong 17,8 triệu dân. Với mạng lưới nhà để xe đạp rộng lớn, Amsterdam từ lâu đã được xem là thành phố thân thiện với xe đạp, đứng thứ 5 trên thế giới. Tel Aviv, Israel được ví như thiên đường xe đạp. Chính quyền thành phố khuyến khích đi xe đạp để tiết kiệm thời gian và bảo vệ môi trường. Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 4 tháng 6 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Những thông tin thời tiết trong tỉnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.